បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកលឹកថ្មីមួយទៀតហើយដែលអាចណែនាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបិទ Windows Update នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10បាទអញ្ចឹងកាលណាបើកុំព្យូទ័រយើងថ្មីអញ្ចឹងយើងឆែកមើលកន្លែង Windows Update អញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងនេះមក Setting អូខេអញ្ចឹងយើងមើលលើពាក្យ Windows Update Recovery នេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងគ្លិកមើលវាមកបាទអញ្ចឹងយើងគ្លិកមើលនេះម្ដងនេះអញ្ចឹងគឺឃើញថានេះវាកំពុងតែ download អញ្ចឹងហើយគឺវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងដើរយឺតអញ្ចឹងដើម្បីបិទវាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបិទវាមកអូខេជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលមកកន្លែងរូប window នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្ដាំលើវាមកហើយជ្រើសយកពាក្យថា control panel អូខេអញ្ចឹងទៅពេលវាចេញចេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសយកពាក្យថា administrative tools អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกលើវាមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងមកមើលនេះកន្លែងនេះពាក្យថា service អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដបคลิกលើវាមកអូខេនេះវាលោតមកអោយហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសវាចុះមកក្រោមរកមើលពាក្យថា Windows Update នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกលើវាពីរដងមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុចពាក្យថា Stop អូខេនេះវាកំពុងបិទហើយបាទអញ្ចឹងចាំវាលោតឲ្យបាត់ពេញអានឹងអស់មកវានឹងបិទ Windows Update ហ្នឹងហើយតើតើនឹង Windows Update នេះផងដែរគឺថាបើសិនជាយើងអត់បានបិទវាទេអញ្ចឹងវាចេះតែ Update ខ្លួនឯងរហូតកាលណានេះធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងដើរយឺតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំវាដាច់នេះសិនមកអូខេចាំមកវាពេញអូខេនេះបាទវាចិត្តពេញហើយបាទអូខេនេះបាទវាដាក់ចុះនេះហើយអញ្ចឹងយើងកន្លែង start up type នេះយើងជ្រើសយកកន្លែង new manual នេះហើយយើងយកពាក្យថា disable អូខេនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកពាក្យអូខេមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាបានបិទហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើតាមអាហ្នឹងហើយយើងអាចចូលកន្លែងមួយទៀតហើយយើងគ្រាន់តែចូលមកកាន់កន្លែង Windows នេះហើយយើងយកយើងមកស្ដាំយើងយកពាក្យថា run តោះមកយើងវាយពាក្យថា mmc អូខេបន្ទាប់មកយើងចុចយកពាក្យថាអូខេតំទៀតយកពាក្យ yes នេះមកវាលុបមកអស់ហើយកន្លែងconsole នេះអញ្ចឹងយើងគ្លិកមើលកន្លែង file អញ្ចឹងយើងគ្លិកលើកន្លែង file យើងរើសពាក្យថា add or remove snap in នេះវាលោតបែបនេះអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែងនេះដែលវាមានពាក្យថា group policy object editor អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកអូខេមកអ
group policy object editor dương giúp việc add ok add hai dương chọn lập việc finish trong tổng tiết dương chọn việc ok và này vì lo chân chế hai chấn dương clear việc lại ni máu lại nhà local policy computer này dương khơi cái lại những mũi tiết cái đặt tha computer configuration chẳng dương clear cái lại những mũi tiết top máu dương mơ cái lại bịa tha administrative templates chẳng dương clear cái lại những mũi tiết máu top máu dương mơ bịa tha window components ok chúng dùng chất lơ bịa window component nâng máu dùng mơ cái lạnh này ok chúng dùng bìa cái lạnh window component nâng máu dùng dùng ô vi cho khớm dùng hợp bịa tha này này được nghĩa này cái lạnh cái đã tha window update ok và tập đi này được nghĩa lấy lơ bịa nâng máu dùng hợp mơ bịa tha này configure automatic updates chương này tôi kia double click lên view máu ok này vi load trên bản này tôi bị dương khơi lại cái nạp bài nâng hơi chương dương click một mơ cái này cái đặt not configure chương dương thử select lơ cái này enable view này chúng cái lỗi cái này dùng chưa được chúng cái này cái đặt tha auto download and notify for install chúng dùng cái này nó máu dùng bịa tha notify for download and notify for install ok đi đặt chúng hỏi dùng còn đặt cái mà đặt cái này notify đi top máu dùng giờ bịa tha ok và này phía enable hỏi chỉ cần sai chúng dừng bật bia máu ok dừng chật no chừng dừng chừng nét ở kia đang thao bia bật mẹ được ót nét ở kia cho một căn cái này và dừng giờ cái no notification này dừng giờ biệt tha all setting ok này dừng giờ bị update and security đi máu ok nè nè tụi ông nghe cái này vừa lấy cái anh từ mục tiêu đấy chẳng p đã dừng bật vừa hỏi cái này nắng vừa ai kẹn chụp nắng được có vừa lấy là cái từ mục tiêu chẳng vừa lấy là khăn đo công tơ dừng tiêu đấy ok chẳng ông con nè tụi ông nghe dùng đáp ca tam tan tu sna chui subscribe channel bao nhiêu năm bay từ tu ban lưu thamay thamay khlay khlay nghe chè nghe dồn ốc con nè tặng ốc nghe